Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Ca Giá. Con xin thật và chư tăng. Cảm ơn vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa mình cùng chư tôn đức tăng. Kính chào Phật tử Nhật Quỳnh, Phật tử Rạng Đông, Phật tử Thi Lâm, Bát Thanh Á, ngài Tràng Thư, ai kêu em đó. Kính chào Phật tử Ánh Minh, ngài kính chào Phật tử Trọng Quan, và Awicha. Awicha Nusaya. Và rất là cảm niệm công đức của Phật tử Trọng Quan. Lúc chúng tôi đi Ấn Độ đã gỡ phần tịnh tài cúng dường đi qua bên đó. Kính chào Phật tử Lạc Lê, Phật tử Nghe Pháp, người phương Nam. Kính chào Phật tử Trần Đạo. Kính chào Phật tử Viriya Gatana. Và kính chào toàn thể quý vị. Awicha Nusaya, đúng rồi. Vậy cũng được chứ, cho hoài. Bây giờ thì hôm nay ta tiếp tục học về vô minh tiền miên hay là vô minh ngủ ngập. Tiếng Việt thì rất là nhiều, nhiều cái danh từ để nói lên, nhiều cái cụm từ để nói lên. Nhưng mà tiếng Bali thì chỉ có một, Awicha Nusaya, có nghĩa là Awicha cộng với Anusaya. Là do cái lịch sanh thí của Bali thì A trường âm với Á thì chúng ta kết hợp lại nó cũng thành trường âm. Thành trường âm Awicha Nusaya. Rồi, vậy thì vậy thì trước khi đi vào bài học thì chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tâm bảo một cách tốt tắc. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutang Bhagavantang Abhivademi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namasame Suppatibhanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami Lokassanathang Varamuttamahang Bhutang Chak Thammang Chak Bhatnamai Mami Sangkhang. Đệ tử xin nghiêm tịnh, thần khẩu ý, tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng. Và cũng xin chiều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, vô minh ngủ ngầm hay là vô minh triền miên, Awicha Nusaya, có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là cái khuynh hướng không biết bốn sự thật, là cái khuynh hướng mà mình không biết bốn sự thật mà nó luôn luôn tiềm ẩn ở trong tâm của chúng sanh phàm phu. Của tất cả chúng ta đó, thì như vậy đó gọi là vô minh triền miên hay là vô minh ngủ ngầm. Cái vô minh ngủ ngầm này đó, cái chi pháp của nó đó là cái gì? Là sở hữu si. Chi pháp của nó là sở hữu si. Vậy thì khi mà nói đến vô minh đó, thì chúng ta cứ nắm gọn lại, cái phình hướng mà không biết được tứ đế thì như vậy là như vậy là vô minh. Vậy thì ở đây chúng tôi cũng nói thêm vô minh và si nó giống nhau như thế nào. Vô minh hay si nó khác hay là nó giống nhau như thế nào quý vị? Cái nghĩa thông thường thì quý vị thấy rằng khi mình nhắc đến vô minh thì
cái chi pháp của nó là cũng là sở hữu si. Nhưng mà khi mà chúng ta phân biệt ra đó thì nó có những cái sự xê xích với nhau. Thí dụ như là quý vị thấy rằng giữa vô minh và si á, nó có rất là nhiều cái sai biệt. Sai biệt giữa vô minh và si á, là như thế nào? Quý vị thấy rằng có lúc á, Đức Phật á, dùng cái từ vô minh avijja để chỉ cho những cái sự rộng rãi của tất cả bất thiện pháp. Thí dụ như chúng ta nghe nó vô minh lậu, hoặc là vô minh bậc, hoặc là vô minh ắt, hoặc là vô minh ngủ ngầm tùy nguyên này nè, đó chúng ta đang học. Thì khi mà Đức Phật, có khi Đức Phật nêu lên cái vô minh này để nói chi vị, để đề cập hết tất cả, trong đó có những cái bất thiện pháp, nó làm cho chúng ta trôi lăn trong dòng sanh tử luân hồi. Hoặc là khi mà chúng ta tạo thiện pháp mà nó còn nằm ở trong sanh tử luân hồi thì cũng còn là vô minh là chi phối. Bởi vậy khi mà nói đến vô minh thì chúng ta thấy rằng là những cái gì mà khiến tâm, là những cái gì mà khiến cho những cái nhân duyên làm tâm của mình bị ô nhiễm, thì như vậy là nói về vô minh. Còn khi mà Đức Phật khi mà Đức Phật mà dùng thẳng đến si á, thẳng đến si á, thì quý vị thấy rằng là khi đó nói về cái gốc rễ, nói về cái gốc rễ do si nó có dính líu ở trong đó, thành ra ảo bất thiện pháp mà để mà đưa mình xuống khổ cảnh. Cũng như quý vị thấy rằng khi mà si mà nó đi một mình nó đó, thì chưa chắc gì nó đưa mình xuống khổ cảnh. Nhưng mà nếu mà si mà nó đi với tham, si mà nó sanh ở trong tâm tham nó bị, thì sao? Có khi nó sẽ trở thành tham ác. Hoặc là si mà nó sanh ở trong tâm sân á, thì nó sẽ trở thành sân ác. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng có nhiều khi á, do ông cha bà mẹ gì đó nghe lời con gái quá nghe lời con gái quá, thành ra đó có khi á, dẫn đến tham ác hoặc là sân ác đó. Thì trong cái trường hợp đó, thì nói tới si, như ở trong Phật ngôn quý vị thấy rằng này các vị kheo, có ba căn bản, ba căn bản có nghĩa là mu lá đó, cái gốc rễ đó, bất thiện. Thế nào là ba? Tham là sân, là căn bản bất thiện. Si là căn bản của bất thiện. Hôm khác Đức Phật nói này các bà la môn, bị si làm cho mê mờ, bị si làm cho bị si làm chinh phục tâm, tâm bị xâm chiếm bởi những cái ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà nói đến những cái ác hạnh thì Đức Phật sẽ nói thẳng đến cái gốc rễ là tại sao tao mà chúng ta có thân ác hạnh, hoặc là khẩu ác, hoặc là ý ác. Thì lúc đó chỉ thẳng là do cái tâm mình bị si nó che mờ, bị si nó che mờ. Thành ra đó chúng ta thấy rằng là đối với si á, thì khi mà nói về chúng ta tạo những cái bất thiện pháp mà để mình dẫn xuống khổ cảnh, thì lúc đó là sẽ nói về cái căn, cái rễ, cái gốc của nó. Còn mà khi mà nói về cái dòng sanh tử luân hồi, hỏi là tại sao mà mình còn bị sanh tử luân hồi ba, tại sao mà mình còn sanh đi sanh lại ở trong cái biển sanh tử luân hồi này, thì lúc đó chúng ta sẽ trả lời là do vô minh, do vô minh nó dẫn dắt, do vô minh nó làm mình còn đi sanh tử luân hồi. Vậy thì quý vị thấy rằng là ở đây vô minh thì nói về nó cho chúng ta trôi lăn hoặc là lên đên ở trong cái biển khổ của sanh tử luân hồi.
Còn khi mà mình nói đến si thì để chỉ vị trực tiếp là dẫn xuống khổ cảnh. Vậy thì nó khác nhau cái chỗ nào nữa? Vô mình có khi nó sẽ làm cho chúng ta như thế nào? Vô minh nó làm cho chúng ta có khi sanh xuống khổ cảnh, có khi cũng sanh lại làm người, có khi cũng sanh về cõi trời. Chúng ta thấy rằng như những cái ở trong cái phần duyên á, cũng như chúng ta nhớ ở trong, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, cảm ơn quý vị. Cũng như chúng ta thấy rằng ở trong cái phần duyên nói về pháp thiện mà trợ cho pháp thiện mà trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là khi mà chúng ta tạo cái thiện pháp gì đó, ví dụ như chúng ta bố thí, chúng ta bố thí rồi chúng ta nguyện sanh về cõi trời, hoặc là chúng ta khi mà chúng ta bố thí hoặc là chúng ta tạo phước gì đó thì chúng ta sanh lên cái tâm mình là coi như là tôi có cúng dường nha, tôi có tạo phước nữa nha, đó thì cũng như là sanh lên là cái tâm ngã mạn. Thành ra trong cái trường hợp đó nói là cái pháp thiện mà trợ pháp bất thiện bằng cảnh duyên. Vậy thì sao quý vị? Thay vì mình tạo những cái công đức phước báo để làm chi? Mình tạo những cái công đức phước báo để làm chi quý vị? Để mình ly tham từ từ, ly tham từ từ. Nhưng mà mình tạo công đức phước báo, mình cũng mong đời sống sau mình sanh ra sao mà nó đẹp hơn đời nay tí xíu, hoặc là đời sống bây giờ mình khổ quá. Thật sự ra có nhiều khi mình quán xét lại mình thấy cái đời sống mình cũng khổ quá, thành ra mình cũng muốn trước khi niết bàn, trước khi thành Phật, tôi sanh ra tôi cũng phải làm đại phú gia rồi này kia đó. Thì trong cái trường hợp đó nó bị vô minh tác động, vô minh tác động. Cái điều này là chúng tôi đã thí dụ cho quý vị nghe rất là nhiều. Chúng tôi lấy từ ở trong những cái thờ pháp, những cái bài pháp của các vị trưởng lão ở trong cái thời cận đại này này đó. Quý vị thấy các ngài thí dụ cho chúng ta từ ở trong kinh điển, từ ở trong những cái bản chú giải ra rất là nhiều, và chúng tôi lặp lại cho quý vị nghe rất là nhiều để chi quý vị, để có những người người ta nói rằng tại sao mà tôi đang tạo mà cứ nói là tôi vô minh hoài, làm sao? Thật sự ra có những người người ta ưa giận về những cái điều này lắm quý vị. Quý vị thấy rằng thí dụ như người ta tạo công đức phước báo, mình phải nói cái gì đó, mình phải nói cái gì đó mà cho người ta hoan hỷ. Vậy nha, rồi cúng dường y phục như bông hoa, cái cây này kia, đời sau coi như là vừa giàu vừa đẹp người kia nha. Thì mình nói như vậy thì ta nghe người ta chịu, có rất là nhiều người ta nghe người ta chịu. Nhưng mà thí dụ như mình nghe người ta nguyện đời sau con cũng mong vậy đó, con cũng mong đời sau tôi cũng giàu cũng đẹp. Thì nếu mà lúc đó mà người ta nói như vậy á, mình nói người ta vô minh á, thì người ta sẽ giận. Nhưng mà thật sự ra đó, vô minh ở đây á có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là các vị trưởng lão nói rằng là lúc đó đó, thay vì mình thấy danh pháp và sắc, ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ tiền thân của bạn Visakha, khi mà bạn thấy Đức Phật ở trong quá khứ tán thán cái cô ngồi đó, cái cô vừa cúng dường đó là một cái vị tín nữ đệ nhất về cái hạnh bố thí, trong hàng tín nữ cái cô đó là đệ nhất về cái hạnh bố thí, thì tiền thân của bà Quý Sa Kha, quý vị biết rằng là bà nghe bà hoan hỷ quá, khi mà đường 7 ngày xong bà cũng nguyện đời đủ duyên lành sẽ là đệ nhất tín nữ về cái hạnh bố thí.
Thì lúc đó các ngài muốn phân tích đó, thay vì tất cả các vị tỳ kheo đang nghe pháp đó, nghe Đức Phật chỉ đến cái đối tượng đó đó, thì các ngài nhìn chỉ các ngài chỉ thấy danh pháp và sắc pháp thôi. Nhưng mà lúc này tiền thân của bà Visakha thấy rằng cái vị đó là đệ nhất về tín lực, ngào về niềm tin đó, thành ra vô minh là vô minh ở chỗ đó, chứ không phải là người ta chửi mình hoặc là hoặc là các vị không phải chỉ trích gì về cái điều đó. Ngay cả quý vị thấy rằng các vị thánh ta trong ở trong quá khứ cũng vậy, ở trong quá khứ các vị cũng vậy, các vị cũng đâu có nghĩ về các vị cũng phát nguyện đệ nhất về thiên nhãn, đệ nhất về hạnh trí tuệ vân vân, chứ cái ngày cũng lúc đó cái ngày cũng đâu có thấy được danh pháp và sắc pháp đâu. Cũng như bây giờ chúng ta là thật sự ra khi mà chúng ta học thì có thể là chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta sẽ ngó lên cái đó, chúng ta biết rằng cái vật đó trong đó có tám sắc bất ly nha, hoặc là ở trong đó là cái đối tượng vừa chỉ như vậy là danh pháp nha, cái đối tượng vừa chỉ như vậy là vừa có danh pháp vừa có sắc pháp luôn. Nhưng mà lát ngồi nói chuyện lát hết học tôi với ông, tôi với bà, hoặc là cái cô đó đồ này kia, mình lúc đó mình cũng trở về tục đế không đó, thành ra thì lúc đó mình vô minh chi phối thôi, chứ không có ai mà người ta chửi mình hết. Người ta chỉ nói rằng là cái lúc đó do mình không có thấy thôi đó, thành ra chúng ta thấy rằng là khi mà nói về vô minh là nó bao trùm, nó bao trùm hết quý vị. Vậy thì cái trạng thái cái trạng thái của vô minh có nghĩa là gì? Cái trạng thái của vô minh có nghĩa là không có sáng suốt, hoặc là không có trí tuệ. Cái trạng thái của vô minh có nghĩa là không có sáng suốt, không có trí tuệ. Thì có nghĩa là lúc đó mình không nhận thức ra được, mình không nhận thức ra được về tứ đế, hoặc là mình không nhận thức ra được cái thực tính của nó, vô thường khổ vô ngã. Có nghĩa là mình không có nhận thức ra được những cái phần chánh yếu mà chúng ta gọi là những cái pháp chân đế đó. Nó cái trạng thái của vô minh có nghĩa là không sáng suốt, mà không có trí tuệ. Rồi alo, có anh đang giảng, đang giảng. Xin lỗi quý vị. Vậy thì cái trạng thái của vô minh có nghĩa là không có sáng suốt. Thì không có sáng suốt là quý vị cứ cái gì mà nó thuộc về vô thường mình cho nó là thường, cái gì nó khổ mình cho nó là lạc, cái gì mình vô ngã mình cho nó là ngã, cái gì mà bất tịnh mình cho nó là tịnh đó. Rồi đối với khổ đế mình cũng không biết, không biết cái nguyên nhân mà sanh lên khổ đế, cái nguyên nhân sanh lên tập đế, cái nhân sanh lên nhiệt đế, hoặc là cái nhân sanh lên đạo đế. Nói chung là mình thờ ơ, mình mù mịt về tứ đế đó. Thì cái trạng thái đó thì là không có trí, không có sáng suốt thôi. Nó rồi vậy thì cái phận sự của vô minh có nghĩa là nó làm sao? Chính cái chỗ này nó mới liên quan đến si nè, cái sở hữu si nè. Cái phận sự của vô minh đó, nó làm cho tự mình bị mê muội, tự mình bị mê muội. Có nghĩa là nó làm cho các pháp đồng sanh, các pháp đồng sanh không nhận ra được thực tánh pháp. Những cái pháp nào mà nó đồng sanh ở trong đó, nó không có làm cho nhận ra được cái thực tính pháp đó. Chắc cái này quý vị khó hiểu, nhưng mà chúng tôi giải thích cho quý vị nghe đó.
làm quý vị dễ hiểu liền. Quý vị thấy rằng có nhiều khi có những cái gì đó mà chúng ta gớm, mà chúng ta rất là gớm. Bây giờ thí dụ như bây giờ quý vị thấy bình thường, quý vị mà ngồi quý vị nghe giảng đi, quý vị nghe giảng, quý vị nghe các vị mà pháp sư hoặc là các vị thiền sư lỗi lạc, những vị pháp sư hoặc là những vị thiền sư lỗi lạc, người ta giảng, người ta phân tích cho quý vị nghe, cái sợi tóc đó trong đó nó bụi, nó bụi hoặc là nó có những cái chất bẩn, những cái chất khét gì đó, nếu mà mình dùng kính hiển vi mình phóng to ra đó, thì mình nhìn mình rất là ớn với sợi tóc đó. Thì lúc mà mình nghe đó, mình mới biết rằng là đúng rồi, sợi tóc, nhưng mà mình không có gội chừng vài ngày á, là mình cảm thấy nó rất là hôi nha. Mình thấy cái vị này giảng đúng rồi, nhưng mà cái lúc một cái lúc nào đó, một cái lúc nào đó, quý vị thí dụ như mình vừa nghe nhạc, rồi mình vừa coi cái ca nghệ sĩ đó người ta múa, thí dụ như là với mái tóc xanh bồng bềnh gì đó, móc tóc em như ánh mắt như huyền gì đó, có nghĩa là quý vị thấy rằng cái lúc đó, mà mình lúc đó đó, mình thấy cái mái tóc với cái ánh đèn, cùng với cái mùi thơm của cái một cái khán thính phòng gì đó, thì lúc đó, đó mình ước ao quý vị. Mình ước ao mình được vuốt lên cái mái tóc đó, hoặc là mình được hôn nhẹ lên cái mái tóc đó, thì lúc đó có nghĩa là sao quý vị? Lúc đó có nghĩa là những cái pháp đồng sanh nó làm cho tâm của mình nó bị mê muội. Chứ hồi bữa thật sự ra đó, khi mà mình đi nghe những cái vị thiền sư hoặc là những cái vị pháp sư lỗi lạc, người ta phân tích cho mình nghe về cái mái tóc, thử để mà đi, chỉ cần đi ra ngoài đường tí xíu thôi mà nó bụi rồi, rồi khi mà mình vô bếp đồ này kia nó hôi đồ này kia, thì thật sự ra mình cảm nhận được, mình cảm nhận được. Nhưng mà ngày hôm nay á, khi mà mình lỡ một cái chỗ khác, một cái chỗ đó, một cái lễ hội, một cái dạ hội gì đó, với những cái, nói chung là những cái người mà đẹp ở trong đó không, thì lúc đó những cái pháp, thí dụ như si này nè, nó cùng với những cái pháp đồng sanh, nó làm cho mình không nhận ra được cái thực tánh, không nhận ra được thực tánh nữa. Nhưng mà lúc đó mình sẽ cảm nhận được là cái mái tóc này nó rất là nhu huyền, hoặc là cái mái tóc nó rất là đẹp, nó rất là bồng bềnh, vân vân. Thì trong cái trường hợp đó là tại sao vậy? Là do si, cái si phần này nè, cái sở hữu si nó che phất, nó làm cho chúng ta không nhận thức ra được cái thực tính pháp đó. Thành ra khi mà chúng ta đã chạm vô rồi, thì lúc đó có nghĩa là nó cái sự thành tựu, thành tựu có nghĩa là nó sẽ che khuất cái bản thể, nó sẽ che khuất cái bản thể của cái pháp đó. Vậy thì rồi nó còn có cái nhân cần thiết nữa, nhân cần thiết sao bị phải có những cái pháp lậu, bởi cái pháp tứ lậu khởi đầu cho vô minh, nó phải có những cái pháp lậu xấu quá, cái nhân gần nó phải có cái pháp lậu đó. Thì chúng tôi muốn giải thích kỹ cho quý vị cho quý vị nghe về cái sự vô minh này đó. Cái sự vô minh này thật sự ra đó, khi mà nói đến cái sanh tử luân hồi thì chúng ta sẽ nói đến vô minh. Mà vô minh cái chi pháp của nó là sở hữu si. Vậy thì khi mà chúng ta nói về cái sự mà lăn trôi trong cái dòng sanh tử luân hồi này, thì chúng ta phải nói thẳng là vô minh, còn do vô minh nó dẫn dắt. Còn khi mà nói về mà rơi vào khổ cảnh là bốn đường ác đạo, thì chúng ta nói trực tiếp đến si, là do si nó dẫn dắt đó đó.
Rồi, vậy thì chúng ta đã hiểu rồi, chúng ta đã biết được vậy thì đối với vô minh thì chúng ta gom gọn lại là khi nào mà chúng ta bị vô minh ngủ ngầm, thì khi nào mà ở trong tâm của chúng ta có cái khuynh hướng là mình không có biết, mình không có biết về bốn sự thật gì hết. Khổ đế là có thật, tập đế là có thật, diệt đế là có thật, con đường dẫn đến diệt đế là có thật. Chúng ta cái khuynh hướng nó luôn luôn nó không có biết gì về những cái pháp này hết, thành ra chúng ta gọi là mình đang bị vô minh là nó chi phối. Vậy thì cái chi pháp của vô minh là sở hữu si sanh ở trong 12 tâm bất thiện, 12 tâm bất thiện. Rồi vậy là chúng ta đã có kết thúc được bảy cái pháp ngũ ngầm này rồi, bảy cái pháp ngũ ngầm. Vậy thì ở trong cái đời sống tu tập của chúng ta đó, dục ái ngũ ngầm, hữu ái sân sân ngũ ngầm, hoặc là hoài nghi ngũ ngầm, tà kiến ngũ ngầm, vô minh ngũ ngầm, tùy miên đó. Vậy thì chúng ta muốn muốn mà để mà tu tập để mà chúng ta diệt trừ được những cái pháp ngũ ngầm này là chúng ta phải làm sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải tu tập những cái pháp mà để mà nó phát sanh trí tuệ, để mà nó mới diệt được cái pháp ngũ ngầm này, diệt được cái pháp ngũ ngầm này. Quý vị thấy rằng đối với cái giới giới thì chúng ta cũng sẽ ngăn ngừa bằng thân khẩu ý vân vân, nhưng mà đối với pháp hoặc là đối với năm cái truyền cái thì chúng ta phải tu tập thiền định để mà chúng ta đè nén. Nhưng mà đối với những cái pháp tùy nhiên này là chúng ta phải tu thiền quán. Mà khi mà chúng ta muốn tu thiền quán thì chúng ta phải biết cái gì quý vị? Chúng ta phải biết những cái pháp để mà nó tác thành thiền quán. Có nghĩa là chúng ta phải biết, ví dụ như là 37 bẩm trợ đạo, được khởi đầu bằng tứ niệm xứ, được kết thúc bằng bát thánh đạo, được kết thúc bằng bát thánh đạo. Thì có những cái pháp đó thì chúng ta tu tập có những cái pháp đó thì nó mới đủ cái năng lực để mà trừ diệt bảy cái pháp tiền miên này. Còn đối với bình thường đời sống của chúng ta đối với đời sống bình thường của chúng ta mà chúng ta muốn tu tập để mà như là mình gom cái nội lực của mình lại để một lúc nào đó mình có cơ hội để mình diệt được, mình đủ cái năng lực để mình diệt được những cái pháp ngũ ngầm này, là mình phải làm sao đi? Hằng ngày chúng ta phải có sự mà phòng hộ những cái quyền, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thanh quyền, ý quyền. Có nghĩa là chúng ta phòng hộ các căn, chúng ta phòng hộ các căn, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Chúng ta phải phòng hộ những cái căn này hết. Có nghĩa là phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý đó. Chúng ta phải phòng hộ, chúng ta phải phòng hộ thì mới được quý vị. Còn nếu mà cho kệ nó chạy theo đâu nó chạy, cũng như hồi trước mà chúng tôi mới tu, chúng tôi nghe có những người ta nói cái tâm của mình nó suy nghĩ, mình cứ để nó suy nghĩ, giống như cái cuồng chỉ cái mình nắm lại đầu cái mình giục cái cuồng chỉ đó đi thì nó cứ chạy riết, lúc đó nó hết cái chỉ đó rồi, nó đến cái sút rồi, nó đến cái đồ mà mình quấn chỉ vô á, thì cái tâm mình cũng giống như vậy, rồi mình để nó suy nghĩ vậy, rồi cái lát nó giống như cuồng chỉ, nó hết chỉ rồi nó sẽ ngưng lại thôi. Trời ơi, vì chúng tôi đó quý vị biết không, lúc đó chúng tôi nghe cái người đó nói gì á, chúng tôi biết rằng là họ rơi vào thường kiến rồi, nhưng mà lúc đó do chúng tôi mới tu tập
mình không có đủ cái khả năng để mà mình diễn giảng, à, mình không có đủ khả năng để mình diễn giảng. Không lẽ cái tâm, ví dụ như bây giờ chúng tôi cho rằng là cùng chỉ đó đó nó 10.000 mét đi, à, cái cùng chỉ nó được 10.000 mét đi, thì không lẽ cái tâm mình nó có 10.000 mét gì à? À, thì quý vị thấy rằng cái tâm của mình hiện sao quý vị? Không, trời ơi, cái tâm của mình đó là coi như là nó đi xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu, những ai chế ngự tâm sẽ thoát một ma tù. Thì quý vị thấy rằng đi xa, sống một mình, không thân, ẩn hang sâu, có nghĩa là quý vị thấy rằng mình không thể nào mình tìm được hết. Nè, bây giờ chúng tôi thí dụ cho quý vị nghe. Bây giờ chúng tôi ngồi ở đây mà chúng tôi nhớ lại, à, hồi bữa ở bên Ấn Độ đó nha, bữa Ấn Độ là bắt đầu là đi cáp treo nha, rồi bắt đầu cáp treo chả nó cuốn mình lên ở trên núi Linh Thú nè, rồi lên trên đó nè, đi qua những cái chỗ đó người ta bán những cái đồ lưu niệm nè, rồi đi đến cái chùa của Nhật nó xây nè, à, rồi xong rồi mới vòng qua ngay chỗ cái hương thất của Đức Thế Tôn nè, à, trên đường mà đi đến hương thất của Đức Thế Tôn nè, rồi đi qua một những cái cốc liêu của các vị ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên nè, ngài Ananda nè, đó quý vị thấy rằng mình ngồi ở đây mà tâm của mình nó tưởng tượng là nó nhớ 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 nó nhớ hết nửa dòng, à, nửa dòng biển khơi đó quý vị thấy nhớ ghê lắm quý vị đó, hoặc là quý vị đã từng đi đây đi đó rồi quý vị ngồi bây giờ quý vị nhớ hết. Thành ra sao mà cái tâm mình nó giống cuộn chỉ được, à, mà nếu mà cái tâm mình á nó chỉ dài có 10.000 mét hoặc là 100.000 mét thì coi như là nó có một cái khoảng đã được định đặt như vậy rồi, à, thì mình rơi vào những cái thường kiến nào, những cái gì mà nó có sẵn, những cái gì mà nó có sẵn hết đó. Thành ra quý vị thấy rằng nó rất là nguy hiểm, à, cái tâm của mình á mình phải phòng hộ. Bây giờ quý vị ngồi quý vị nghe chúng tôi trình bày nhưng mà tự nhiên cái nhớ lại cái chuyện gì đó, không nhớ, một chút nữa nhớ, à, một chút nữa nhớ, bây giờ đang nghe, à, để nghe xong nhớ đó, thì quý vị phải phải có cái sự mà chú tâm như vậy, à, phải có một cái sự chú tâm như vậy đó. Bây giờ mà mình đang ngồi nghe mà mắt mình tự nhiên nó cứ muốn ngó ra cửa sổ, ngó ra, à, con mấy giờ, không, một lát là tự nhiên nghe hồi hướng là biết hết giờ à. Đó thì như vậy á là mình phòng hộ, là phòng hộ các căn, phòng hộ các căn của mình. Chúng ta phải biết cái sự phòng hộ, chúng ta phải biết kéo tâm mình, kéo tâm của mình về cái, à, chúng ta phải biết kéo cái tâm của mình, à, về cái đề mục của mình. Thí dụ mình đang nghe mà tâm mình cứ suy nghĩ cứ nhớ cái điều này kia là mình ghiện nó lại liền, à, không cho, à, không có cho nó, không có cho nó lơ đễnh đi đó. Mắt của chúng ta mà muốn ngó cái gì chúng ta rồi một chút nữa ngó, một chút nữa ngó, bây giờ mình không ngó đó, thì mình làm như vậy á thì quý vị thấy rằng á mình phải nhắc nhở, à, mình phải nhắc nhở cái tâm của mình rồi riết á, từ từ mình mới quen quý vị, à, từ mình mới quen. Còn mà bây giờ á mà mình không chịu nhắc nhở, à, mình cứ nghĩ người ta ngồi người ta hành thiền, người ta ngồi hành thiền người ta im nghe đã quá, rồi người ta đâu có nhắc ở trong tâm giống giống mình vậy đâu, thì mình đừng có nghĩ như vậy. À, là tại sao? Vì tại vì cái căn cơ của cái người đó người ta ngại, à, cái căn cơ của người đó người ta ngại. Thí dụ như quý vị thấy rằng có nhiều người có nhiều người ta nói rằng mình làm gì mình cũng phải có cái sự mà làm dấu đồ này kia, à, mình làm dấu riết nó quen, à, nó quen quý vị đó, làm dấu riết nó quen, à, nhờ như vậy á lâu ngày á chúng ta có cái sự ghi nhớ, à, chúng ta có cái sự ghi nhớ. Còn đối với những người do người ta thượng căn, là do người ta cũng như là người ta giống như là có trí tuệ bẩm sinh hoặc là người ta nhạy trí, à, người ta học tới đâu người ta biết tới đó. Ví dụ như người ta đọc, người ta mở kinh ra, người ta thấy rằng ở trong kinh Đức Phật dạy là
À, vị tỳ kheo khi đi biết mình đi, khi đi tới biết mình đi tới, khi duỗi tay biết mình duỗi tay, khi đắp y biết mình đắp y, khi mang bát biết mình mang bát, gì kia. Thì có những người người ta nghe Đức Phật dạy cái vị tỳ kheo khi đi kinh hành thì biết mình đang đi kinh hành, thì cái vị đó về thật vậy luôn, cái vị đó khỏi cần ghi nhớ, khỏi cần như là phải dở bước đạp, khỏi cần phải trái phải trái phải rồi này kia. Thì những cái vị đó là do đâu quý vị? Do người ta cũng như là chắc là nhiều đời người tu tập, nhiều đời có cái nhân duyên, nhiều đời tu tập, thành ra bây giờ chỉ cần mà như là đọc vô chánh kinh thôi, đọc vô chánh kinh hoặc là nghe giảng sơ cái là biết tu tập liền. Còn mình thì do mình chậm, do mình chậm, thành ra nhiều khi mình muốn cái gì đó mình cũng phải lưu lại. Thậm chí bây giờ cái giờ ngủ của mình cũng vậy, cái giờ ngủ của mình cũng bấm đồng hồ bao cái thời gian nào mình thức dậy đó, thì biết rằng là mình do cái căn cơ của mình chậm á, mình phải làm những cái đó. Nhưng mà quý vị biết không, những cái người mà làm như vậy từ từ cái sự ghi nhớ của người ta sẽ có, cũng như là quý vị thấy rằng người ta nói là cần cù bù lại thông minh. Mình do mình chịu khó, cái gì mình cũng làm dấu, mình làm dấu, rồi lâu ngày mình sẽ có cái sự dễ nhớ, có cái sự ghi nhớ đó. Thì ở trong cái nhân, những cái nhân mà để phát sanh chánh niệm, chúng tôi cái này không phải là chúng tôi nói về cái tư tưởng riêng đâu, tại vì ngày ngày xưa chúng tôi học những cái nhân mà phát sanh chánh niệm, những cái nhân mà phát sanh niệm là chúng ta cần phải có cái sự làm dấu, cần phải có cái sự làm dấu, thì lâu ngày là chúng ta sẽ phát sanh lên cái sự nhớ đó. Vậy thì đối với những cái pháp thiền miên này thì thật sự là chúng ta phải tu tập về thiền quán thì chúng ta mới đoạn trí tuệ sanh lên, chúng ta mới đoạn tận được những cái pháp thiền miên này. Mà muốn trí tuệ của thiền quán sanh lên thì chúng ta phải có những cái phương pháp, phải trải qua 37 phẩm trần đạo, phải trải qua những cái cách mà chúng ta phòng hộ các căn, ngay cả biết đủ trong những cái vật dụng, bốn cái món vật dụng, những cái đó chúng ta cũng phải biết đủ ở trong đó nữa quý vị. Còn nếu mà chúng ta mà không biết là chúng ta bây giờ hỏi nguyện giờ mình tu tập thiền quán mà mình không có sự kỳ túc, cái gì mình quái đó, cái gì mình cũng gom một đống đống mà đó, mình làm sao mà mình phát sanh được phát sanh được trí quý vị. Lúc đó nó chỉ có phát sanh tâm tham thôi, phát sanh tâm tham mới sanh lên thôi, trí tuệ nó sao sanh được đó. Thành ra ở trong các ngài trưởng lão trong cái thời cận đại này, các ngài chỉ cho mình thiên là mình phải biết đủ ở trong những cái vật dụng của mình đó. Rồi có khi chúng ta thấy rằng mình cũng phải quán đi cái sự từ bỏ, quán đi cái sự từ bỏ, có nghĩa là quý vị thấy cái gì nó có, cái gì nó thành tựu rồi, tất cả cái đó nó đến một lúc nào chúng ta cũng phải từ bỏ thôi. Bây giờ chúng ta đạt được cái danh dự đó, cái địa vị đó, nhưng mà mai mốt đây chúng ta sẽ từ bỏ thôi. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì thực chất á, nó không phải là của ta, nó không phải là của ta. Quý vị thấy không? Một cái vị võ sĩ đó, một cái vị võ sĩ đó trong một thời gian ngắn đạt được những cái giải vô địch, đạt được những cái giải vô địch lên đài đấu đài, nhưng mà tình cờ đi ngang qua nghe các vị sư tụng đọc này các ông, sách này không phải của ông, dù cho nó xa gần thô tế đẹp xấu vân vân, nó cũng vô thường cổ vô ngã. Cái vị đó nghe nghe cái điều đó, quý vị thấy rằng cái vị đó mới nghe nhiều quán xét lại, thật sự bây giờ mình thắng gì đó,
nhưng mà đến một lúc nào đó mình cũng thua lại thôi. À, nó có gì mà nó trường cũ đâu, có gì nó bền bỉ đâu. Thì thành ra cái vị đó đi xuất gia, xin xuất gia đó. Thì quý vị thấy rằng cái vị đó xuất gia cũng khổ lắm nha quý vị. Xuất gia một thời gian, tu tập một thời gian rất là tinh tấn, cái vị đó đến nỗi mà đi kinh hành mà quý vị biết rằng là hai cái bàn chân chảy máu luôn, hai cái bàn chân chảy máu. Thành ra lúc đó cái vị đó đi kinh hành bằng hai cái đầu gối, có nghĩa là bò, bò ở trên đường đi đó quý vị. Thành ra lúc đó cái tên, một cái tên thợ săn mới tưởng cái vị tỳ khưu đó là con nai, thành ra mới phóng cây lao lũng bụng cái vị đó. Cái vị đó mới mới lấy cỏ đắp vô bụng, lấy cỏ đắp vô bụng, rồi lợn ngồi dựa vô tảng đá rồi tu tập, cuối cùng chứng đắc đạo quả a la hán đó. Thành ra chúng ta thấy rằng cái vị xuất gia đắc đạo quả a la hán nhưng mà cũng rất là cực khổ, đau đớn lắm, cũng mới đắc được quả vị a la hán. Vậy thì chúng ta qua cái tích truyện mà chúng tôi kể cho quý vị nghe thì quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta nhìn lại, thật sự ra thì bây giờ mình ngồi quán thì mình thấy cái gì nó cũng vậy, ngay cả cái thân này mình đâu có muốn bây giờ mình đeo mắt kiếng. Nhắc tới cái vụ này chúng tôi mới nhớ hồi xưa chúng tôi thấy người ta đeo mắt kiếng chúng tôi khoái lắm, thấy sao nó tri thức quá, nó giống tri thức quá, mình mê lắm, mình mê đeo kiếng. Bây giờ trời ơi khổ, giờ đi đâu mà không đem theo cái kiếng đâu có thấy đường, đọc cái gì đâu. Thành ra bây giờ cũng mới biết nó cực, kiến thức cái gì mà kiến thức, trời ơi nó cực, đeo nó khó chịu đó. Đã như vậy nó khổ con gái đọc chữ á, thì mình phải đeo mắt kiếng mới thấy chữ. Còn khi mà muốn ra ngoài đường á, coi ai đang đi ngoài đó phải tháo mắt kiếng ra chứ, đeo mắt kiếng thì đâu có thấy được người ta đó. Thành ra tháo ra đeo vô, tháo ra đeo vô, nó khổ. Mà nhiều khi đi đi đâu mà nó quên, quý vị quên đem kiếng theo nó khổ đó. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng mình đâu có muốn cận mà giờ nó cận rồi đó. Bây giờ mình đâu có muốn tóc bạc, bây giờ nó cũng tóc bạc rồi. Bây giờ mình đâu có muốn đau lưng, nó cũng đau lưng rồi đó. Thành ra khi mình quán lại nó không có cái gì mà nó trường cũ hết, nó không có cái gì mà nó thuộc về của ta nữa. Thành ra đó, chúng ta nên quán về cái sự từ bỏ, quán về cái sự từ bỏ. Cái gì mà mình có, cái gì mà mình thành tựu, những cái đó trước sau gì nó đều từ bỏ mình, nó đều từ bỏ ta đó. Chúng ta phải có cái luôn luôn nhắc nhở ở trong tâm của mình như vậy đó, thì mình mới có được cái tâm xả, có được cái tâm mà không có tham đắm, không có tham đắm. Từ cái chuyện mà những cái vật xung, những cái vật trong thân của mình và ngoài thân của mình, rồi đến cái gì vậy, đến các cái sinh hữu luôn. Bây giờ dù cho sanh lên cái cõi đó, mai mốt hết phước cũng sanh về cõi dục giới này, hết phước cũng sanh về cõi người này, rồi theo cái hạnh nghiệp cũng đưa mình đi khổ cảnh. Thì quý vị thấy rằng mình sẽ quán từ trong thân mình đến ngoài thân mình, đến các sinh hữu, đến các cõi luôn. Đó là chúng ta quán về từ bỏ, chúng ta quán về từ bỏ. Thì dần dần á, thì chúng ta mới diệt được những cái pháp ngũ ngầm này. Chứ nếu mà chúng ta không có cái đường lối, chúng ta không có đường lối, thì chúng ta sẽ khó mà tu tập. Thì coi như là bây giờ quý vị cảm thấy mình ưa chấp không, thì mình quán về từ bỏ đi. Quý vị mà cảm thấy mình ưa chấp thì mình quán về từ bỏ, quán về xả ly. Còn bây giờ quý vị thấy rằng coi như là quý vị trong bảy cái thiền viên, quý vị mà bị cái phẫn nộ thiền viên, phẫn nộ ngũ ngầm, quý vị bị cái pháp đó, thì mình tu tập tứ vô lượng tâm, quý vị tu tập tứ vô lượng tâm. Và nếu mà mình
Nếu mà mình ưa bị hoài nghi, mình mà ưa bị hoài nghi thì mình sẽ coi lại, mình quán sát lời dạy của Đức Phật à, để chi, để mà mình biết được là cái nhân quả nghiệp báo, thì lúc đó chúng ta không có bị hoài nghi nữa. Đó thành ra đó à, chúng ta thấy rằng là đối với việc những pháp ngũ nhầm này không phải là dễ. Trí tuệ của thiền quán sanh lên mới bứng gốc được những cái phiền não ngũ nhầm mà trí tuệ. Mà muốn trí mình nó sanh lên á, thì coi như là chúng ta phải những cái pháp xong rồi mình tu phần rồi được cái điều này. Tự nhiên mà mình vô mình nhắm mắt là đêm nhiên mình nói là bằng được kiết sử này kiết rất là khó được, nhớ rằng là khó nhưng mà có một ngày nào đó kiếp sống nào ta sẽ thành tựu được. Còn bây giờ mới luôn vậy nhớ hoàn thành được 7 pháp ngũ nhầm rồi. À, đến đây cũng vừa đủ thời gian với sức khỏe của chúng tôi nên xin được dứt lời với cái phần phước này, xin dâng đến chư tôn Đức Tăng và xin hồi hướng phước này đến quý cô và xin chân đất chia đều cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gautama và cũng xin chia cái phước này đến đại đức Huy Nghiệp, mong cho sư Huy Niệm sẽ gặp được bác sĩ giỏi, thuốc tốt và những người có tín tâm để mà hỗ trợ cho sư Huy Niệm được qua cái phần bệnh duyên này quá quá khủng khiếp. Sư Huy Niệm thì đã mất đi một chân rồi, mà đến nay thì đã nằm ở trên bàn mổ 9 lần rồi. Thành ra thật sự ra một cái tai nạn quá khủng khiếp, một cái nghiệp mà nó trổ quả phải nói là quá tàn khốc. Hôm qua thì sư Huy Niệm có điện thoại, có mượn điện thoại của người ta, điện thoại nói chúng tôi con đã 9 lần nằm ở trên bàn mổ rồi mà bây giờ chỉ còn có một cái tí xíu xương đùi thôi, còn đau đớn nó khủng khiếp. Thì chúng tôi mới nói được rồi, sư nên hỏi bác sĩ vô thuốc bổ, vô nước biển, vô máu, vô gì đó, rồi sư có thể tôi sẽ kêu người mua sữa, những cái loại sữa non này kia, rồi sữa ráng, sữa uống, ráng sữa nuốt, vô để mà lấy sức lại mới vượt qua được. Thì hôm qua chúng tôi nghe cái tâm của sư Huy Niệm nói cũng rất là tội nghiệp. Mình là biết rằng là nghiệp thì nó trổ quả như vậy á, nhưng mà phàm phu mỗi việc, nhìn những cái cảnh đó mình cũng rất là đồng lòng. Nhà em cũng mong những cái phước báo trước giờ chúng tôi tạo được cũng chia đến cho sư Huy Niệm, mong sư Huy Niệm sẽ sớm gặp được bác sĩ giỏi, thuốc tốt và đủ cái năng lực, đủ sức để mà vượt qua cái cơn bệnh khủng khiếp này. Và cũng xin hồi hướng phước này đến các vị chư thiên, nhất là vua trời đó, các vị chư thiên tứ đại thiên vương, các vị long vương càn thất bạt ngạ quỷ tu la, những chúng sanh giả so chư thiên nhân vương thân bằng quyến thuộc đã hóa giảng cùng chúng sanh trong ba giới bốn loại quay mỹ toàn lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thà Dạ. Sa thú chúng con kính tri ân đại đức Pháp Tính
đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến sư. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappabhutana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhantu sappe devata sappadhammana bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam thì người cầu sư Phật tăng cho sự năng lợi đến người xin nhớ quá ý bản cho được thành Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Phật tính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn quy giới, kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng nghe pháp hồi hướng. Ya ne wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu vu chi ta so tin ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su chi pa văn tu te cha na mu cha ye pi tâm